Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện về vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiến cho 6 người chết và nhiều người khác bị thương. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự. Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 đã xảy ra một vụ nổ lò hơi tại xưởng sản xuất của một công ty gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vụ nổ làm hơn chục người thương vong, đồng thời như chống vụ nổ có ảnh hưởng đến toàn bộ nhà dân khu vực lân cận. Cụ thể thì vụ nổ đã xảy ra tại công ty gỗ Bình Minh thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm xảy ra vụ nổ thì có khoảng từ 30 đến 40 công nhân làm việc. Một số nạn nhân cho biết khi đang làm việc thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm với đó là mái nhà xưởng bị sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ kỹ thuật lò hơi, và đồng thời vụ nổ đã khiến cho 6 người tử vong tại chỗ, 5 nạn nhân đã nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, trong đó có 3 trường hợp được phẫu thuật và 2 bệnh nhân được theo dõi ở khoa cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị tử vong, mỗi gia đình là 20 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương là 10 triệu đồng. Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đang được Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Cũng liên quan đến vụ nổ nồi hơi xảy ra tại công ty gỗ Bình Minh, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thì nhiều người dân sống trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn. Ngoài 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, thì có đến 5 nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ngành y tế địa phương cũng đã huy động tối đa lực lượng để cấp cứu các nạn nhân. Đây là những gì còn sót lại sau vụ nổ kinh hoàng tại công ty gỗ Bình Minh, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Những tiếng khóc thảm thiết vẫn còn vang vọng sau vụ nổ. Theo các nhân chứng, do lò hơi bị sự cố, một số công nhân đã vào sửa chữa và đã xảy ra vụ nổ chỉ ít phút sau đó. Tại thời điểm này, có ít nhất 30 công nhân đang làm việc. Vụ nổ mạnh đến nỗi, dãy trọ nằm cách hiện trường khoảng 100m cũng bị hư hỏng nặng. Nhiều đàn ngang trên mái nhà đã bị gãy do sức ép từ lò hơi của vụ nổ. Trong tập thể tôi là gãy, còn ta gãy hết trơn luôn. Tôi nói con nhỏ cháu ngủ, đá cục nó liền vô hen, tùm lum trong nhà luôn. Nó nói giật mình thức chị ngoại ơi, ngoại cái gì nổ gì ngoại, tao nói bom nổ hay gì á mày ơi. Nó nói bom ở đâu nổ ngoại, tao nói ở đâu ngoài công ty ngoại á, mày chạy ra ngoài mày coi cái. Nó rửa mặt nó ngoại ơi chết nhóc hết trơn, thì nó đi sao trước tôi đi chạy sau ra, tôi thấy là tôi chịu hết nổi luôn. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu. Ngoài 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có một người nước ngoài, thì các nạn nhân khác được đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Em trong lúc làm em vẫn đứng ở chỗ làm thôi. Nó lổ lò hơi thì em thấy lổ rồi em ngã đất rồi em choáng. Tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nhận được 5 bệnh nhân, thì trong đó có 2 bệnh nhân nặng, một bệnh nhân đưa đi mổ cấp cứu khẩn. Và một bệnh nhân làm một các cái thủ thuật tại chỗ khoa cấp cứu thì tiếp tục đưa vào các chuyên khoa sâu, đồng thời là đưa xe cứu thương vào nơi xảy ra tai nạn để mà tiếp tục hỗ trợ đưa bệnh nhân về đây. Được biết, công ty sản xuất gỗ trên có 100% vốn nước ngoài. Vụ nổ làm sập một góc nhà xưởng. Sở Y tế đã kích hoạt báo động đỏ trong toàn ngành, chỉ đạo các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đại học Y Dược Sinmat, Quang Mỹ Đồng Nai để hỗ trợ xe cứu thương và nhân viên đến hiện trường vụ việc. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, thì toàn quốc đã xảy ra tất cả là 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. Và so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm ngoái, thì vụ tai nạn giao thông đã giảm tất cả là 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết và giảm 1,38% số người bị thương.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã phát hiện xử lý hơn 78.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 171 tỷ đồng và đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là 21.369 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 21.088 trường hợp, 900 trường hợp là chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện. Một số địa phương xử lý vi phạm đã kết quả cao như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh. Các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đêm 30 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa trên diện rộng. Một số nơi có mưa kèm dông lốc với lượng mưa đo được có nơi từ 22 cho đến 28mm, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân ở các huyện Sơn Dương, Lâm Bình và Hàm Yên. Mưa to kèm dông lốc đã làm 678 nhà dân tại các huyện Sơn Dương, Lâm Bình, Hàm Yên bị tốc mái, hư hỏng. Hơn 242 hectare lúa bị thiệt hại, hơn 339 hectare ngô và rau màu bị thiệt hại, 54,9 hectare cây lâm nghiệp bị gãy, đổ, thiệt hại 600 gia súc, gia cầm. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 10,4 tỷ đồng. Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách xuống các xã bị thiệt hại, phối hợp với các xã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, lực lượng kiểm lâm của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã nhận được thông tin báo cháy tại tiểu khu là 53, xã Khánh Yên Trung thuộc địa bàn quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn. Hạt kiểm lâm huyện Văn Bàn đã huy động hơn 30 người phối hợp cùng với các lực lượng, bao gồm là Ban Quản lý rừng phòng hộ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp của huyện, chia thành nhiều hướng khác nhau để tiếp cận cháy rừng. Và các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng khoanh vùng đám cháy, phát đường băng để có thể dùng đất vùi dập lửa và những to tràn đang âm ỉ nằm sâu dưới lớp thực bì. Thời điểm xuất hiện đám cháy thì trên địa bàn có nắng và nhiệt độ ngoài trời ghi nhận vào khoảng từ 38 đến 39 độ C. Gió Lào với đặc tính khô, nóng, thổ rất mạnh. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được đã khống chế và một số điểm cháy thì vẫn âm ỉ nhưng nằm trong khu vực đã phát đường băng cản lửa nên không còn nguy hiểm. Trong ngày 1 tháng 5, thì Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được Võ Chí Cường, sinh năm 1995, trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, là nghi can chém 3 người thương vong trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ vào chiều ngày 30 tháng 4. Thông tin ban đầu thì vào khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 4, ông NTT, sinh năm 1963, trú tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đang nằm ngủ trên võng tại nhà thì bất ngờ một thanh niên lạ mặt đi vào. Người này dùng dao chém ông T nhiều nhát. Sau khi chém ông này, kẻ này chạy khỏi hiện trường và tiếp tục chém cháu HGH, sinh năm 2013, và chị DTBH, sinh năm 1994. Sau đó thì bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ông T đã tử vong. Qua xác minh nhanh, cơ quan điều tra xác định Cường là đối tượng có bệnh án tâm thần, thuộc diện quản lý tại địa phương nơi cư trú, đã được gia đình đưa đi điều trị 3 đợt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua xét nghiệm nhanh, đối với đối tượng âm tính với ma túy. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 5, đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành kiểm tra 3 phương tiện hoạt động tại khu vực biển Tây Nam có dấu hiệu vi phạm IUU, tức là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó thu giữ tất cả là 14 thiết bị giám sát hành trình. Cụ thể thì tại khu vực biển Tây Nam, tổ công tác đoàn trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã kiểm tra tàu mang số hiệu là KG96090TS và tàu KG96088TS. Tại thời điểm kiểm tra thì đoàn đã phương tiện xóa đăng ký in biển số giả, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được 2 thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu vi phạm nêu trên đang ở khu vực biển cách vị trí kiểm tra khoảng tầm 30 hải lý. Tổ công tác cũng đã cơ động tiếp cận đến vị trí phát ra tín hiệu của 2 thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu này và kiểm tra tàu cá tiếp theo mang số hiệu là KG91868TS. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm tất cả là 12 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác đang được gắn trên con tàu này. Tổ công tác đoàn trinh sát số 2 đã lập biên bản và lập hồ sơ ban đầu, phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dẫn giải 3 tàu vi phạm về quân cảng Hải đội 301 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra làm rõ.